Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Bộ Tư lệnh hạm đội Hắc Hải trúng hỏa tiễn tan thành bình địa. Nhiều vụ nổ làm rung chuyển Crimea. Vladimir Putin đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ tấn công vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 và mới nhất là vụ tấn công vào Bộ Tư lệnh hạm đội Hắc Hải. Đề cập đến vụ tấn công vào Bộ Tư lệnh hạm đội Hắc Hải, tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Multiple Explosion Rock Crimea as Drones Missiles Target Airfield, nghĩa là nhiều vụ nổ làm rung chuyển Crimea khi máy bay không người lái, hỏa tiễn nhắm vào phi trường. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Người dùng mạng xã hội đã chia sẻ video về hỏa tiễn và vụ nổ ở Crimea trong bối cảnh có thông tin cho rằng trụ sở quân sự của Nga ở bán đảo bị tạm chiếm đã bị tấn công. Kênh Telegram Astra đã đăng video, trong đó có thể nhìn thấy một hỏa tiễn đang phóng vút qua bầu trời và một giọng nói cho biết một hỏa tiễn đã bay qua. Một đoạn clip khác cho thấy khói bốc lên bầu trời xanh. Nga sáp nhập trái phép Crimea vào năm 2014 và Kyiv đã nhiều lần khẳng định rằng việc chiếm lại bán đảo này là một trong những mục tiêu chiến tranh của nước này. Người dân địa phương cũng báo cáo rằng sở chỉ huy chính của hạm đội Hắc Hải đã tan tành, không có thông tin về người chết, Astra đưa tin. Tài khoản X trước đây là Twitter. Where is Russia today? Đăng bài về hoạt động quân sự của Mạc Tư Khoa đã chia sẻ một đoạn video về khói bốc lên từ đường chân trời. Một căn cứ quân sự của Nga ở phía bắc Sevastopol đã bị tấn công bằng nhiều hỏa tiễn hành trình Storm Shadow. Đề cập đến vũ khí tầm xa do Anh cung cấp, một bài đăng tiếp theo cho biết thêm rằng nhóm định vị địa lý của chúng tôi đã xác nhận rằng cuộc tấn công hỏa tiễn đã phá hủy tòa nhà trụ sở hạm đội Hắc Hải của Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo thành phố cảng Sevastopol do Nga kiểm soát, Mikhail Razvohayev đã hạ thấp mối lo ngại và nói rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ được hỏa tiễn và máy bay không người lái ở Crimea. Thông tin về thiệt hại có thể xảy ra do các bộ phận rơi của hỏa tiễn bị bắn rơi và số thương vong đang được làm rõ. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đều đang hoạt động. Kênh Tenda, chuyên đăng bài về chiến tranh cho biết đã xảy ra vụ nổ lớn ở Crimea, có lẽ ở đâu đó gần phi trường quân sự Belvec gần Sevastopol. Kênh Tenda nói một cách mỉa mai rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng máy bay không người lái đã bị chặn và chỉ có cỏ là đang cháy là không có khả năng lắm. Vì nếu chỉ có cỏ là đang cháy thì không cần đóng cửa cây cầu Kerch giữa Crimea và Nga, nơi từng bị tấn công trước đó. Quan chức tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov xác nhận đã có các cuộc tấn công hỏa tiễn vào các địa điểm triển khai thiết bị của Nga ở Crimea bị tạm chiếm. Kênh Tenda cho biết thêm, thông tin chi tiết hơn về hậu quả của các cuộc tấn công được hứa sẽ công bố sau. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để bình luận thêm. Trong một diễn biến khác, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Tư cho biết, những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã làm hư hại nghiêm trọng hai máy bay và một máy bay trực thăng tại căn cứ không quân quân sự Kalosky ở tỉnh Mạc Tư Khoa, cách thủ đô 26 dặm về phía đông bắc. Tình báo Ukraine cho biết Nga đang điều tra làm thế nào những kẻ phá hoại có thể xâm nhập vào phi trường được bảo vệ chặt chẽ và làm hư hại một máy bay vận tải Antonov An-148 và một máy bay giám sát Ilyushin IL-20. Bài đăng trên Telegram của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng cho biết sự kiện này đã gây ra khá nhiều sự cuồng loạn trong các hành lang quân sự cao cấp. Trong những tuần gần đây, các phi trường của Nga đã trở thành mục tiêu và máy bay bị hư hại trong các cuộc không kích được cho là do Ukraine thực hiện. Phương tiện truyền thông Nga cho biết, Bộ Quốc phòng lặng lẽ thực hiện 230.000 giấy chứng tử cho các gia đình tử sĩ. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia quietly orders 230,000 certificates for families of dead soldiers. Nghĩa là
Nga lặng lẽ đặt làm 230.000 giấy chứng tử cho các gia đình tử sĩ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Một hãng tin điều tra cho biết, chính quyền Nga đã âm thầm đặt làm 230.000 giấy chứng nhận cho thành viên gia đình của các cựu chiến binh đã tử trận, đưa ra một cái nhìn sâu sắc hiếm hoi về quy mô số người chết mà mặt tư khoa phải gánh chịu trong cuộc chiến kéo dài gần 19 tháng ở Ukraine. Các giấy chứng nhận này được Bộ Lao động và Phát triển Xã hội Nga đặt làm. Hãng tin độc lập tiếng Nga Vestka đưa tin hôm thứ Hai, nhận xét rằng Mạc Tư Khoa đã vô tình tiết lộ quy mô tổn thất có thể xảy ra của quân đội Nga ở Ukraine. Nga tuyên bố rằng chỉ có vài nghìn binh sĩ của họ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Những con số gián tiếp như những lệnh cấp chứng chỉ này đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn. Anton Grashenko, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, viết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter. Bộ này đã đặt hàng hơn 750.000 giấy chứng nhận cho các vụ cựu chiến binh tham gia chiến đấu và 230.000 giấy chứng nhận cho thành viên gia đình của các cựu chiến binh đã tử trận. Trích dẫn dữ liệu được công bố trên cổng thông tin mua sắm nhà nước Nga, cơ quan truyền thông Vestka cho biết như trên. Vestka đưa tin rằng những con số này có thể gián tiếp chỉ ra quy mô gần đúng về tổn thất của Nga trong cuộc chiến. Theo hãng tin này, tổng cộng hơn 900.000 giấy chứng nhận cựu chiến binh đã được đặt hàng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Số người chết ở Nga tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Ukraine phản công nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Theo số liệu do quân đội Kyiv công bố, hơn 270.000 quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Là một phần trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải số liệu về tổn thất về quân đội và trang thiết bị của Nga. Mặt tư khoa đã mất 520 binh sĩ trong 24 giờ qua. Theo số liệu quân đội Nga thiệt mạng hôm thứ Ba, nâng tổng số lên 273.460. Các ước tính về con số thương vong khác nhau, trong đó con số của Kyiv thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Bản thân Nga hiếm khi công bố số liệu về tổn thất quân đội. Vào tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tương tự, Ukraine cũng tránh công bố số liệu thương vong của lực lượng mình. Tuy nhiên, ước tính của tình báo phương Tây cho thấy chúng cũng rất đáng kể. Vào tháng 4, một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ ước tính rằng Kyiv đã phải chịu từ 124.500 đến 131.000 thương vong, trong đó có từ 15.500 đến 17.500 tử sĩ và từ 109.000 đến 113.500 người bị thương. Chiến đấu cơ Su-34 trị giá 50 triệu Mỹ Kim của Nga gặp nạn ở Voronezh. Chiều thứ Tư 20 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ các thông tin của một số phương tiện truyền thông Nga và Ukraine cho rằng Ukraine đã hạ gục một chiếc Sukhoi-34 ngay trên đất Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia 50 million Su-34 fighter jets crashes in Voronezh, nghĩa là chiến đấu cơ Su-34 trị giá 50 triệu Mỹ Kim của Nga gặp nạn ở Voronezh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Lan Vy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng một chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 đã bị rơi khỏi khu vực Voronezh của Nga. Bộ Quốc phòng cho biết hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc chiến đấu cơ trị giá 50 triệu Mỹ Kim đã có thể thoát ra khỏi máy bay một cách an toàn trước khi nó rơi vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương. Các quan chức cho biết chiếc máy bay phản lực siêu thanh đã bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lịch trình mà không có đạn dược và nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật. Tuyên bố cho biết không có mối đe dọa nào đối với sức khỏe của phi hành đoàn. Máy bay được cho là đã rơi cách xa khu vực đông dân cư. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận thêm. Theo dữ liệu do Newsweek tổng hợp vào tháng trước,
Hơn 1/5 số thiệt hại về máy bay có người lái và trực thăng được biết đến của Nga kể từ khi Mặt Tư Khoa phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, không phải do hành động của đối phương. Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc loại bỏ quyền phủ quyết của Nga. Zelensky lưu ý rằng các dân tộc và chính phủ đã mất niềm tin vào khả năng và sự sẵn sàng của Liên Hiệp Quốc trong việc bảo vệ biên giới có chủ quyền. Ông nói rằng các quốc gia đang thành lập các liên minh mới bên ngoài Liên Hiệp Quốc vì cách Liên Hiệp Quốc giải quyết cuộc xâm lược của Nga khiến các nước mất niềm tin. Ông nói rằng Liên Hiệp Quốc đã không hiệu quả, nhưng ông tin rằng Liên Hiệp Quốc có khả năng làm được nhiều hơn thế. Tổng thống Zelensky nói, những người lính Ukraine hiện đang làm bằng máu của mình những gì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên làm bằng lá phiếu của mình, đó là ngăn chặn các cuộc xâm lược và duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ông nói trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư, các chiến binh Ukraine đang ngăn chặn sự gây hấn và duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ông cũng kêu gọi loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, cho rằng đây sẽ là bước cần thiết đầu tiên. Không thể dừng chiến tranh vì mọi nỗ lực đều bị kẻ xâm lược phủ quyết, Zelensky nói. Khi các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Tổng thống Ukraine kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt mang tính phòng ngừa đối với các quốc gia xâm lược, Zelensky nói. Bất cứ ai muốn bắt đầu một cuộc chiến nên nhận định cho rõ sai lầm chết người của mình. Chính xác là họ sẽ mất gì khi chiến tranh bắt đầu. Một số thông tin cơ bản cho thấy, khi Hiến chương Liên Hiệp Quốc được ký vào năm 1945, Hội đồng Bảo an đã thành lập với 5 thành viên thường trực và 6 thành viên không thường trực. Các thành viên thường trực Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô và Cộng hòa Trung Hoa, mỗi nước được cho quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào mà họ phản đối. Ngày nay, Hội đồng Bảo an có 15 thành viên, nhưng 5 thành viên thường trực vẫn được giữ nguyên, trong đó Nga giữ ghế của Liên Xô cũ và Trung Quốc giữ ghế của Trung Hoa Dân Quốc và quyền phủ quyết cũng không thay đổi. Zelensky nói, thật không may, chiếc ghế này trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Nga chiếm giữ một cách bất hợp pháp đã bị chiếm giữ bởi những kẻ nói dối có nhiệm vụ minh oan cho hành động xâm lược và diệt chủng do Nga thực hiện ở Ukraine. Ông cho rằng hệ thống hiện tại của Liên Hiệp Quốc có nghĩa là các thành viên khác nhau của Liên Hiệp Quốc có ít ảnh hưởng hơn quyền phủ quyết của Nga. Ngày nay trong Đại Hội đồng, chúng ta thường xuyên nghe thấy sự bất bình đẳng trên thế giới. Bất bình đẳng được đề cập bởi các quốc gia khác nhau, cả lớn hơn và nhỏ hơn. Đó chính xác là sự bất bình đẳng khiến Liên Hiệp Quốc hoạt động kém hiệu quả. Tôi biết rằng Liên Hiệp Quốc có khả năng làm được nhiều hơn thế. Tôi tin tưởng rằng Hiến chương của Liên Hiệp Quốc thực sự có thể hoạt động vì hòa bình và an ninh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, các cuộc thảo luận và dự án kéo dài nhiều năm về cải cách Liên Hiệp Quốc phải được chuyển thành một quá trình cải cách Liên Hiệp Quốc khả thi và không chỉ dừng lại ở việc có đại diện trong Hội đồng Bảo an và việc sử dụng quyền phủ quyết. Ukraine thắng lớn ở Zaporizhia, trong khi tổn thất của Nga tăng đột biến. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine war map shows Zaporizhia gains as Russia loses reportedly spike. Nghĩa là bản đồ chiến tranh Ukraine cho thấy những thắng lợi ở Zaporizhia trong khi tổn thất của Nga được tường thuật đang tăng đột biến. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Lan Vy. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW, tổn thất của Nga được cho là tăng đáng kể khi cuộc phản công của Ukraine thành công ở khu vực Zaporizhia. Một báo cáo do ISW công bố hôm thứ Ba nhấn mạnh tuyên bố của phát ngôn nhân quân đội Ukraine cho rằng quân đội Nga đã mất 313 binh sĩ vào hôm thứ Hai ở phía tây Zaporizhia, một sự gia tăng đáng kể so với khoảng 200 binh sĩ bị mất trong hai ngày trước đó. Newsweek chưa xác minh độc lập tổn thất của cả hai bên trong cuộc xung đột. ISW cho rằng tổn thất có thể là do Nga sử dụng các đơn vị Storm Z, bao gồm các cựu tù nhân. Cơ quan tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ trước đây đã lập luận rằng các đơn vị này là gánh nặng đối với Mặt Tư Khoa do tinh thần và kỷ luật kém, nói rằng các binh lính bị bắt quân dịch trong số các tù binh sẽ chỉ cung cấp sức mạnh chiến đấu cận biên ở Zaporizhia. Báo cáo của ISW cho biết, tổn thất của Nga được cho là đã gia tăng đáng kể ở phía tây tỉnh Zaporizhia trong những ngày gần đây và quân đội Nga có thể đang phải vật lộn
với việc thiếu các đơn vị sẵn có và có hiệu quả chiến đấu mà Bộ Chỉ huy Nga sẵn sàng triển khai đến khu vực này của mặt trận. Các biệt đội Storm Z thường chiến đấu không hiệu quả và có thể sẽ cung cấp cho lực lượng phòng thủ Nga ở phía tây tỉnh Zaporizhia sức mạnh chiến đấu yếu kém, ISW nhấn mạnh. Một bản đồ chiến tranh cập nhật có trong báo cáo của ISW cho thấy những bước tiến được tuyên bố của Ukraine trên lãnh thổ bị Nga tạm chiếm ở Zaporizhia. ISW cho biết Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công thành công ở phía tây Zaporizhia hôm thứ Hai và thứ Ba. Đoạn phim định vị địa lý được công bố hôm thứ Hai cho thấy những bước tiến của Ukraine về phía tây khu định cư Verbov, trong khi nỗ lực tiến quân của Nga ở phía tây Zaporizhia đã bị Ukraine ngăn cản hôm thứ Ba. ISW còn đưa tin rằng, ngoài việc giành được vị trí ở Zaporizhia, Ukraine đã tiến thành công dọc theo tuyến Kiberyansk-Stautov-Kremina. Newsweek đã đưa ra bình luận với Bộ Quốc phòng Nga qua email vào tối thứ Ba. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng quân đội đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của đối phương ở vùng lân cận Rasputin. Đồng thời nói thêm rằng lực lượng Nga đã bắn pháo và súng cối vào hơn 25 khu định cư ở Ukraine. Quân đội Nga cũng bị Bộ Tổng tham mưu cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế bằng cách ép buộc dân thường phải cho họ sống chung trong nhà của họ, với số lượng lớn quân xâm lược tại khu định cư Zaporizhia của Tokmak được cho là ở cùng với thường dân lớn tuổi trong nhà của họ, và cướp bóc các căn hộ và nhà ở của công dân Ukraine. Các bản đồ ISW công bố hôm thứ Hai cho thấy những bước tiến mà Ukraine tuyên bố ở Zaporizhia và gần khu định cư Bakhmut ở khu vực Donetsk, nơi cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia tuyên bố rằng 5,1 km vuông lãnh thổ đã được chiếm lại trong tuần qua. Việc nghiên cứu cho biết Ukraine tiếp tục phản công gần Bakhmut vào hôm thứ Ba, nhưng không đạt được bất kỳ tiến bộ nào được xác định, mặc dù gây tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng Nga. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện bảo vệ yêu cầu viện trợ thêm của Zelensky trước chuyến thăm Điện Capitol Hoa Kỳ. Là người ủng hộ trung thành cho viện trợ bổ sung cho Ukraine, lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitchell McConnell đang bảo vệ yêu cầu thêm tiền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chỉ còn vài ngày nữa là Tổng thống Ukraine sẽ tới thăm Điện Capitol của Mỹ. Ông McConnell cho biết, ông sẽ tham dự một cuộc họp toàn Thượng viện vào sáng thứ Năm. Tôi nghĩ thật tốt khi nhắc nhở mọi người rằng một phần lớn số tiền được phân bổ cho Ukraine đang được chi tiêu ở đất nước này để xây dựng lại cơ sở công nghiệp của chúng ta. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta chưa mất một người Mỹ nào, ông nói. Đối mặt với thời hạn chót và khả năng chính phủ đóng cửa vào cuối tháng, Quốc hội đang cân nhắc yêu cầu của Tòa Bạch Ốc về việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Những người dân Ukraine đang đấu tranh cho nền độc lập của mình đang đối đầu với một trong hai đối thủ lớn của chúng ta, Nga và Trung Quốc. Đối với tôi, có vẻ như chúng ta phải giúp đỡ, McConnell nói thêm. Hàn Quốc sẽ không đứng yên nếu Triều Tiên nhận được sự giúp đỡ của Nga để nâng cao năng lực vũ khí. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư, Tổng thống Hàn Quốc Doãn Tích Duyệt cho biết đất nước của ông cùng với các đồng minh sẽ không đứng yên nếu Triều Tiên nhận được sự giúp đỡ của Nga để tăng cường năng lực vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tổng thống Hàn Quốc nói, mặc dù sức mạnh quân sự có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng bằng cách đoàn kết trong tình đoàn kết vững chắc và kiên định tuân thủ các nguyên tắc của chúng ta có thể ngăn chặn mọi hành động khiêu khích bất hợp pháp. Ông cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh rằng việc cải cách cơ quan này sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi vì Nga cung cấp thông tin cho Triều Tiên để đổi lấy vũ khí. Thật nghịch lý khi một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được giao phó là người bảo vệ cuối cùng cho hòa bình thế giới, lại gây chiến tranh bằng cách xâm lược một quốc gia có chủ quyền khác và nhận vũ khí đạn dược từ một chế độ vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Doãn nói. Trong tình hình như vậy, lời kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Và nếu Triều Tiên có được thông tin và công nghệ cần thiết để tăng cường năng lực vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình để đổi lấy việc hỗ trợ Nga bằng vũ khí thông thường, thì thỏa thuận này sẽ là một hành động khiêu khích trực tiếp
đe dọa hòa bình và an ninh không chỉ của Ukraine mà còn của Hàn Quốc, Tổng thống nói thêm. Thêm bối cảnh cho thấy, đầu tháng này nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Ân đã tới Nga và gặp Vladimir Putin. Ông Kim bày tỏ sự ủng hộ đối với Putin sau cuộc hội đàm của họ, nói rằng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Nga và mạnh mẽ tán thành cuộc chiến của Mạc Tư Khoa với Ukraine. Putin mô tả các cuộc thảo luận của họ là rất thực chất. Cho đến khi Ukraine giành chiến thắng, không ai được an toàn. Ngoại trưởng Lithuania kêu gọi các đồng minh tiếp tục ủng hộ Kyiv. Một quan chức hàng đầu của Lithuania cho biết hôm thứ Tư rằng các đồng minh của Ukraine có trách nhiệm bảo đảm chiến thắng của Kyiv trong cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời cảnh báo rằng cho đến khi Ukraine giành chiến thắng, không ai được an toàn. Nếu Ukraine không thể đánh bại cuộc xâm lược của Nga và giành lại lãnh thổ, điều đó báo hiệu một thực tế địa chính trị mới cho tất cả mọi người, không chỉ đối với Ukraine, không chỉ đối với Lithuania và những nước giáp biên giới với Nga, mà về cơ bản, mọi quốc gia giờ đây phải suy nghĩ lại về việc sẽ sống ở đâu và như thế nào nếu Ukraine không thể giành chiến thắng. Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis nói, Ukraine tuyên bố đã thành công trong việc chiếm lại một số khu vực, nhưng các quan chức ở Kyiv trước đó thừa nhận cuộc phản công của nước này đang diễn ra chậm chạp. Landsbergis nói với CNN rằng các đồng minh cần phải kiên nhẫn, nhấn mạnh rằng đây là một cuộc chiến rất khó khăn và Ukraine cần thêm vũ khí. Họ đang phải trả giá cho cuộc phản công bằng máu của mình, bằng mạng sống của người dân. Chúng tôi chỉ đang thanh toán hóa đơn. Vì vậy, tôi không nghĩ việc mong đợi họ đi nhanh hơn hay chỉ trích rằng họ không đạt được những mục tiêu mà chúng ta nghĩ rằng cần phải đạt được là đúng về mặt đạo đức. Họ đang làm những gì có thể và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ có thể giành chiến thắng, Bộ trưởng nói. Zelensky gặp trực tiếp Tổng thống Brazil lần đầu tiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp trực tiếp Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva lần đầu tiên vào thứ Tư. Các nhà lãnh đạo trao đổi bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Lula nói trên X, trước đây gọi là Twitter, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị về tầm quan trọng của những con đường xây dựng hòa bình và luôn duy trì đối thoại cởi mở giữa các nước chúng ta. Tổng thống Brazil phần lớn giữ quan điểm trung lập về cuộc chiến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông tích cực vận động cho việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do Tổng thống Zelensky muốn gặp gỡ trực tiếp với Lula để thuyết phục. Ông Zelensky gọi cuộc gặp là cuộc thảo luận trung thực và mang tính xây dựng. Đồng thời nói thêm rằng cả hai tổng thống đều chỉ đạo các nhà ngoại giao tương ứng của họ thực hiện các bước tiếp theo trong quan hệ song phương và nỗ lực hòa bình của chúng ta, ông nói trong một tuyên bố. Ông Zelensky cũng cho biết đại diện Brazil sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp liên quan đến công thức hòa bình của Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga. Latvia đã đóng cửa biên giới với Belarus nhằm hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp. Đài truyền hình công cộng LSM của nước này đưa tin, Latvia đã đóng cửa một trong hai cửa khẩu biên giới với Belarus vào thứ Ba trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Hoạt động của cửa khẩu biên giới Silene của Latvia đã bị đình chỉ, trong khi các cửa khẩu khác với Belarus sẽ vẫn mở để vận chuyển hàng hóa cũng như các hoạt động nhân đạo khẩn cấp hoặc các trường hợp khẩn cấp. Sáng kiến đóng cửa đường biên giới Silene đã được Bộ trưởng Quốc phòng Inara Murnis công bố vào tuần trước. Cô nhận định rằng tình hình có lẽ là căng thẳng nhất trong 3 năm này kể từ năm 2021, theo LSM. Căng thẳng ở biên giới giữa Latvia và Belarus, đồng minh thân cận nhất của Nga, đã gia tăng kể từ khi Nga tấn công toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. LSM đưa tin, tính đến tháng 9 năm nay, các quan chức biên phòng Latvia đã ngăn chặn 1.773 cuộc vượt biên trái phép. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bị thủ tướng của ba quốc gia láng giềng cáo buộc gây ra cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới đất nước mình, khiến Ba Lan phải thông qua dự luật xây dựng bức tường dọc biên giới với Belarus. Tình hình dọc biên giới một lần nữa leo thang vào đầu mùa hè này, sau khi các chiến binh của nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner di chuyển từ Nga sang Belarus. Nhưng sau cái chết của nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin, Tổng thống Lithuania
Gitanas Noseda cho biết, nhu cầu đóng cửa biên giới với Belarus đã trở nên ít phù hợp hơn vì mối đe dọa xâm lấn của lính đánh thuê Wagner đang giảm dần. Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi chấm dứt ống tiền hạt nhân của Nga sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo IAEA. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nhắc lại lời kêu gọi của Ukraine chấm dứt điều mà ông mô tả là sự tống tiền hạt nhân của Nga tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Sau cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Mariano Grossi ở New York, Nga phải chấm dứt hành vi tống tiền hạt nhân và rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia để khôi phục an toàn và an ninh hạt nhân ở Ukraine và rộng hơn là Âu Châu, Ngoại trưởng Kuleba nói hôm thứ Ba. Đầu ngày thứ Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Nga đang biến các nhà máy điện của các nước khác thành bom bẩn. Nga đang vũ khí hóa năng lượng hạt nhân. Nó không chỉ lan truyền các công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân không đáng tin cậy của mình, mà còn biến các nhà máy điện của các nước khác thành những quả bom bẩn thực sự, Zelensky nói. Ủy ban Âu Châu đề xuất gia hạn bảo vệ tạm thời cho những người chạy trốn khỏi Ukraine. Ủy ban Âu Châu hôm thứ Ba đã đề xuất gia hạn bổ sung biện pháp bảo vệ tạm thời cho những người chạy trốn khỏi Ukraine, theo một tuyên bố của Ủy ban. Ủy ban cho biết, việc gia hạn được đề xuất từ ngày 4 tháng 3 năm 2024 đến ngày 3 tháng 3 năm 2025 sẽ mang lại sự chắc chắn và hỗ trợ cho hơn 4 triệu người được hưởng sự bảo vệ trên toàn Liên hiệp Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu đã kích hoạt chỉ thị bảo vệ tạm thời vào tháng 3 năm 2022 và các quốc gia thành viên nhất trí đồng ý tự động gia hạn thêm một năm. Ủy ban cho rằng các lý do cần bảo vệ tạm thời vẫn tồn tại và do đó việc bảo vệ tạm thời phải được kéo dài như một phản ứng cần thiết và thích hợp đối với tình hình bất ổn hiện tại. Chưa có lợi cho sự trở lại an toàn và lâu dài của những người được hưởng bảo vệ tạm thời ở Liên hiệp Âu Châu, nó nói. Kể từ khi kích hoạt biện pháp bảo vệ tạm thời diễn ra chỉ một tuần sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, các quốc gia thành viên đã thể hiện tình đoàn kết chưa từng có với người dân Ukraine, không chỉ bằng cách chào đón họ đến đất nước của mình, mà còn bằng những nỗ lực cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho họ hòa nhập vào xã hội. Ủy ban cho biết, đề xuất của Ủy ban bây giờ sẽ phải được Hội đồng Âu Châu thông qua. Ủy ban cho biết chỉ thị bảo vệ tạm thời cung cấp sự bảo vệ ngay lập tức và quyền tiếp cận các quyền ở Liên hiệp Âu Châu, bao gồm quyền cư trú, tiếp cận thị trường lao động, nhà ở, hỗ trợ phúc lợi xã hội, y tế và hỗ trợ khác. Nền tảng đoàn kết với Ukraine được Ủy ban thành lập khi bắt đầu chiến tranh, đã và đang giúp điều phối các vấn đề hoạt động và hỗ trợ trên thực địa giữa các tổ chức Liên hiệp Âu Châu, các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu và các quốc gia liên kết với Schengen, cũng như các tổ chức quốc tế và chính quyền Ukraine. Ngũ giác đài cảnh báo chính phủ Mỹ đóng cửa có thể làm gián đoạn viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát ngôn nhân ngũ giác đài cảnh báo hôm thứ Ba rằng viện trợ quân sự và huấn luyện của Mỹ cho lực lượng Ukraine có thể bị gián đoạn trong trường hợp chính phủ Mỹ đóng cửa. Ngũ giác đài vẫn có thể tiếp cận thiết bị từ kho dự trữ của chính mình, nơi xuất xứ phần lớn thiết bị được gửi đến Ukraine trong trường hợp ngừng hoạt động, vì bộ vẫn còn nguồn tài trợ trị giá hàng tỷ đô la theo thỏa thuận với cơ quan giải ngân của Tổng thống. Bất kỳ tác động nào đối với sự hỗ trợ của Mỹ vào thời điểm nhạy cảm này sẽ ảnh hưởng xấu đến quân đội Ukraine giữa lúc đang diễn ra một cuộc phản công quan trọng chống lại Nga. Việc ngừng hoạt động cũng có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp và thực hiện viện trợ theo một chương trình khác, được gọi là sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, vốn đã tài trợ cho việc sản xuất các thiết bị quan trọng như xe tăng Abrams và các chương trình đào tạo như hướng dẫn phi công F-16. Phát ngôn nhân ngũ giác đài cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine trong những tuần tới và dự kiến sẽ sớm bắt đầu đào tạo ngôn ngữ liên quan đến F-16 cho các phi công Ukraine.
công việc hoặc giao bất kỳ thiết bị nào được tài trợ theo thông báo trước đây của USAI như đào tạo phi công F-16 sẽ tiếp tục, nhưng việc thực hiện có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian nghỉ và việc Bộ Quốc phòng đình chỉ các hoạt động không ngoại lệ. Ngũ giác đài cũng sẽ không thể ký bất kỳ hợp đồng mới nào với các công ty quốc phòng để sản xuất thêm thiết bị cho USAI trong trường hợp cơ quan này ngừng hoạt động. Ngũ giác đài đã ban hành hướng dẫn vào tuần trước về các quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động trong trường hợp ngừng hoạt động và trong khi các nhiệm vụ và chức năng không được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ tạm dừng. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có thể đưa ra ngoại lệ tới chính sách đó vào bất cứ lúc nào. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã thừa nhận rằng sẽ không có đủ thời gian trước thời hạn ngày 30 tháng 9 để một trong hai viện thông qua tất cả 12 dự luật phân bổ ngân sách. Thay vào đó, Hạ viện và Thượng viện sẽ phải tìm giải pháp ngắn hạn để có thêm thời gian đàm phán, nhưng không rõ liệu họ có làm được điều đó hay không. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra nhận định về thắng lợi của quân Ukraine xung quanh thành phố Bakhmut. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Lan Vi. Kể từ ngày 15 tháng 9 năm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm được các thị trấn Klitschivka và Andriivka, cách thị trấn Bakhmut của tỉnh Donetsk khoảng 8 km về phía nam. Thành công về mặt chiến thuật này đưa lực lượng Ukraine đến gần hơn với đường T-0513, một trong những tuyến đường tiếp tế chính và Bakhmut từ phía nam. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục giữ tuyến đường sắt chạy dọc theo bờ kè giữa Klitschivka và T-0513, tạo ra một chướng ngại vật sẵn sàng dễ phòng thủ. Việc tái triển khai lực lượng lính dù Nga gần đây từ Bakhmut đến Zaporozhia ở miền nam Ukraine có thể đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga xung quanh Bakhmut. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.